Rồi, dịu dàng ha, quán cà phê này. Khách sạn cà phê Hoàng Cung Quán. À, chào bạn ha. Mày đã đâu đến quán cà phê Hoàng Cung Quán nha bạn. Giống Hoàng Cung không? À, anh ở đây là bạn nha. Đó bạn. Đó bạn. Đây. Giờ đây chụp hết luôn nguyên đống. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 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 Cái gì vậy ta? Sắt. Sắt gỗ. Sắt sơn hả chú? Gỗ. Đó ép gỗ sắt nè, gỗ là sắt. Cái này thanh này, sắt thanh sắt cái này gỗ nè. Ở trước thì gỗ. Ừ. Mà ở trước thì gỗ chứ. Ừ, cái già thôi. À. Cái gỗ. Cái gỗ thì chị nổ. Không phải. Không phải. À đúng rồi, nhưng mà là cửa là gỗ thì. Nó bị bạc luôn. Con bằng lại sắt. Đúng rồi, bằng lại bằng sắt vậy. Đây các bạn. Dạ. Đây đây bạn. Quá đẹp ha. Rồi coi cái cây nè. Đưa tham quan tí xíu. Quá đẹp ha. Đây hồi đồng bộ rồi. Không không ngờ ở Bình Dương mà có ở Bình Dương mà có những cái cảnh này đẹp quá ha bạn. Hả? Đẹp không? Thiên nhiên quá ha. Có cá luôn. Rồi đó đi. Thắng một cột không quá sao? Đó đó. Quỳnh Lan. À, chúng ta vào trong tham quan nha các bạn. Ở phía trong nhà gỗ phía trong á, thấy đẹp quá trời nè. Thì có những cái gì trong đây ha. Đó giờ mình cũng chưa bao giờ đến đây nữa. À, trước mặt mình là cái chậu bông đẹp không? Cái chậu này cũng lâu ha, chậu gỗ á. Trần nhà là gỗ không các bạn. Đẹp quá. Bên này đẹp tuyệt vời. Đó, cái bộ đồ gì đó. Những người mặc để làm lễ thì mình không rành cái này nữa ha. Cung đình quán là cái của vua chúa, của quan thần gì đó ha. Phía trong cũng mình ngồi uống cà phê nè nghe các bạn. Qua cái cầu nhỏ nhỏ ha. Đó, đẹp quá. Đó, các bạn thấy sao? Đó,
uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa, chiều cũng được. Đây mát mẻ, ngồi mấy ngói nên nó mát lắm. Thôi, mời các bạn vô trong ha. Để vô mình tham quan luôn đi. Không biết ta cho mình cứ đi đại vô đi. Ôi, đẹp quá. Mình thích nhà gỗ nhất á. Đó, phía trước mình đó. Đó là ngai vàng của vua ha các bạn. À, chính giữa là này của vua nha. Các bạn không được ngồi trên đó nha. Chỉ có vua mới được ngồi thôi. Chắc mình ngồi dưới đất quá. Nói giỡn thôi chứ mình đi vòng vòng tham quan nghe cái khác các bạn. Đó, nhìn thấy gỗ mê quá trời. Đây có cái gì đây nè các bạn. Cái bảng gì đây? Để xem kỹ nữa nha. Chứng nhận đó. Cung đình quán gì nè. Để mình đi gần gần vô chút xíu cho mình rõ. Sao quá mình không rõ đâu. Đây Hoàng cung quán đó, địa chỉ đạt giải khuyến khích các tòa nhà nhiệt đới vậy nha bạn. Đó, đẹp lắm. Đạt giải khuyến khích là cũng ok ha. Tuyệt vời quá đó. Mời bạn đi tham quan với mình nha. Đó, vòng vòng. Đó, có mấy bộ đồ trong cái tủ á, các cho mình thuê á, đem ra đây mình chụp hình đó bạn. Mình nghĩ vậy đó. Ngay vàng, quay cho kỹ, nhìn đẹp quá. Các bạn thấy cái trần nhà không? Đẹp quá ha. Chạm khắc trên quá đẹp. Đó, những cái đèn đây nè. Cái chùm đèn là cổ không các bạn? Cổ không á. Quá tuyệt vời luôn. Mình thích nhà gỗ hơn nhà bê tông ha. Bây giờ mấy nhà này giờ kiếm không có đâu, giá nó cao lắm các bạn. Để ở mấy nhà này mát quá. À, những cây gỗ dữ dằn không? Rồi các bạn tham quan thực tế á, nhìn nó đẹp lắm. Lên hình nhiều khi nhìn thấy không rõ á. Nó thấy rộng, thoáng mát ha. À, mình đi dạo một vòng phía sau lên đi. Các bạn thấy sao? Đẹp không? Tuyệt vời quá. Quá đẹp. Đó, mình đi dọc dọc trở lại nữa. Gỗ không? Đây là phía mình đi ra ngoài chỗ nãy mình vô các bạn. Đó, nó có trưng bày mấy hiện vật nhỏ nhỏ gì đây nè. Để mình quay cho bạn xem ha. Chỗ bông đẹp quá. Đó. À, bạn thấy gì không? Mô hình thu nhỏ. Gỗ mà xe đó. Mua trần luôn bằng gỗ luôn các bạn. Đó, bạn thấy không? Đúng là nghệ thuật ha, gỗ không á. Bên đây à, bạn chắc đời mình nghĩ là những vật này cũng xưa ha, cổ gì đó, cũng lâu lắm rồi nha. Nên là mình biết lâu ha. Chắc cũng có thời vua hay vậy, sưu tầm về á. Đó, phía trước quán mình đó. À, nhìn ra phía ngoài các bạn. Cây cối ha. Trong xanh mát mẻ, mấy cây là cổ thụ không á. Nhìn ngoài lớn lắm nha. Tại mình lên hình mình thu nhỏ lại á. Thấy nhỏ thôi, thật sự ngoài là rất lớn. Bây giờ cho các bạn xem nè. Ở ngoài có hai con rồng. Đó, mình đi ra cái gốc cây phía này nè. Mình ngồi uống cà phê, mát lắm. À, mời các bạn ha. Huh?
cho trà đá uống rồi mấy người kia uống. Thì thôi anh đâu lên. Uống nổi rồi. Nè trong ly này đây nữa đi chú. Kêu gì kêu vô quá rồi đâu. Anh kêu gì chưa? Bây giờ là uống gì? Hai đi đánh tranh. Uống sữa chưa dịch lắm đi. Với lại cô lau một bụng, giờ thêm ly bia đá nữa con chị bán. Lên núi vậy. Ở đó lên. Có đó là con nghĩ ra mà tao mới chứ. Uống gì kêu cho anh ta làm luôn. Dạ lên đi. Con uống gì? Uống lấy cái. Ba ba vô ngồi bà. Vua dầm dâu đi. Thôi xí mũi đi cho chị cái bát cơm mỡ nha. Rồi. Ôi nó cắm đi rồi mà. Dạ. Rồi mời dưới đây nè. Dạ nó kêu gì nó kêu luôn. Không có uống. Uống uống bữa rồi vô. Cái đá cái này cho cái đá bổ sung thêm là bổ sung tiền luôn. Nó muốn đi mà cái trà đá của ổng đi nữa. Giờ tao quất đi của ổng là ổng đi. Được không? Tôi uống đại thì hậu quả tính sao? Cái này là trà đá đâu có tính tiền. Ai biết ổng của ổng mà tao quất. Tính tiền nữa. Bắt đầu tao hỏi ổng, ổng biết kêu rồi. Anh kêu chưa? Ủa em anh cũng dùng tắt xí mũi cũng được. Lại lại rồi mình đi nữa. Chùa nhảy qua chùa rồi mình đi nổi tiếng không? Chùa hả? Chùa bà đó nổi tiếng lắm với chùa đốc mà còn. Xong rồi tắt chùa đốc còn lên nữa đó. Làm biết luôn. Làm biết luôn hả? Đi luôn. Đi luôn. Trời ơi trời em mặc cái cười. Liêu hoàng cái coi như đã hỏi đi đúng. Rồi cái gì quá. Đi đúng. Đúng luôn. Ta hỏi chú Quang rồi nhìn con rồng nào. Ờ đẹp quá. Tuyệt vời quá bạn ơi. Mấy ông không biết. Không em. À, quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình đã đến Hoàng Cung Quán tham quan đây ha, uống cà phê đây. À, đây là nổi tiếng của Bình Dương nha các bạn, rất nổi tiếng ở Bình Dương nha các bạn. Đây là cái cảnh này là rất đẹp ha, rất thiên nhiên, rất thiên nhiên. Đây có những cái món như là đây là các bạn còn tập thời giá cũng ok ha. Rồi các bạn ra được giờ nợ 500 này tao không xài nữa đâu, nợ 500 đồng á là siêu thị thôi chứ còn ngoài không xài. Nợ này giá cũng vừa được, không đến nợ hai thì đó chứ hai chục quá, hai chục đô 50 ngàn. Nói chung là cái nào cũng 50 ngàn ha. Cái này 50 cây cà phê đẹp dễ là trên 50, nói chung là tầm 30 50 60 là cao à, không có gì nữa ha. Nước ép thì kia chỉ soda ý dâu là chỉ 50 ngàn, nói chung là tầm 50 ngàn à, nói chung là giá cũng ok ha. Nói với cái đây là được tại vì người ta đầu tư đây rất nhiều phải không ạ? Ông đầu tư rất lớn, đánh giá là vậy là đúng rồi, tầm 40-50-60 là ngàn là đúng rồi. À, như trà đào này kia là tầm 45-30 nè, trà líp tông đá nè ha, tầm 30. Nói chung mà ok ha ha. Nãy lên đó quay chưa? Trên đó là ngồi dưới sàn chứ không có ghế. Ngồi dưới sàn. Đây mình lên tham quan ở trên đây các bạn. Đây mình lên trên mình tham quan các bạn ơi. Ở trên là gì trên đây? Mình cũng chưa đi ở đây nữa ha. Đây đẹp ở trời. Ở đây cũng nhà gỗ ha, mái ngói các bạn. Sạch sẽ ha, nhìn phong cảnh đẹp ở trời. Như mình uống cà phê ăn thì mình ngồi xuống các bạn. Này là phong cách của người Nhật ha. Sạch sẽ quá trời không. Đây có mấy bình cổ nè. Đẹp quá. Đó, các bạn xem ha. Đó, bình cổ phía trong rồi đó. Mình gói mình lót rồi mình ngồi nhà tháp nữa. Đẹp quá, hai bình bọc lớn kìa, tinh xảo nhìn này, tinh nét lắm rồi.
À, dạo dọc cho các bạn xem á. À, mình đi xuống. À. Cái trần hay bóng đèn cũng cổ luôn nha các bạn. Đây lâu lắm rồi. À, mình xuống cà phê tiếp nha các bạn ơi. Sung sướng không? Đó. Ghét không? Đó, ta đây ha, kiểu đó, nằm hưởng thụ nè. Đó, con này là hưởng thụ rồi bụng nè. Đó, con kia suy nghĩ gì không biết. Đó, mấy con đó, nằm ở chờ gì không biết luôn á. Mỗi con mỗi dáng các bạn. Con kia đang phơi nắng hay gì đó. Con này hưởng thụ sung sướng nè. Ai suy nghĩ này ra cũng vui quá ha. Đó, nằm rồi bụng thấy đã không? Ghê không? Chảnh chẹ ghê không? Giờ mình đi về nha các bạn. À, đây quá thì rất ok ha, không gian mát mẻ sạch sẽ ha. Đây có nhiều cái chỗ mình để tham quan ha, nhiều cái hiện vật thì kia rất hay ha các bạn. Cái dịp các bạn đến đây tham quan ra uống cà phê kia thoáng mát lắm, thoáng mát rất thoáng mát ha các bạn. Thôi bye các bạn, để uống thử taxi muội là ngon ơi, là ngon, nhiều món ngon lắm, taxi muội là quá đã luôn á. Ừ, rất ngon ha. Ơi bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký và like để ủng hộ mình nha. À, cảm ơn các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha.